Đêm tân hôn, anh trai của chồng lại lén vào phòng cưới. Trong lúc khẩn cấp, cô ấy đẩy mạnh anh ta ngã xuống đất. Tuy nhiên, mẹ chồng nghe tin đến không chỉ không can ngăn, còn mắng cô ấy không biết giữ lễ. Chồng cô đứng bên cạnh còn nói một câu kinh ngạc. Cảnh Lê, sau này em sống tốt với anh cả đi. Hóa ra anh em nhà Trần khi còn nhỏ cũng mắc bệnh, gia đình nghèo khó không có gạo ăn, chỉ có thể cứu một người. Cha mẹ nhà Trần cho rằng người em thông minh hơn, đã chọn cứu Trần Ngọc Trương. Tuy nhiên anh cả của anh ta, Trần Ngọc Quế, lại bị tàn tật. Từ đó, mọi người trong nhà Trần đều cho rằng Trần Ngọc Trương nợ anh cả, đến mức nhìn thấy vợ mình bị đại ca bắt nạt, dù trong lòng căm hận nhưng không thể trách anh ấy, chẳng hay biết rằng người phụ nữ bây giờ là đến từ chuyển thế kiếp trước, không còn là chủ nhân yêu đối trước đây nữa. Ôi trời đây chẳng phải là cuốn tiểu thuyết mà tôi đã đọc trước đây sao? Sao vừa mở đầu đã gặp phải tình tiết kỳ quái như vậy? Trần Ngọc Trương, nếu tôi nhớ không nhầm, người kết hôn với tôi là anh đúng không? đúng thì sao bây giờ cô đã rình dáng đến ngọc quế người đã dơ bẩn rồi thì tự nhiên là ở với ngọc quế đi ngọc trương tương lai sẽ thi đỗ trạng nguyên sao có thể bị loại rác rưởi như cô làm bẩn từ giờ cô gái này sẽ là của ta xem ta xử lý cô ta ha 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 cảnh lê không để ý đến mẹ con họ chỉ nhìn vào trần ngọc trương muốn biết vị khai quốc hoàng đế đã mở ra thời đại thịnh trị của thụy tiềm giờ đây trong lòng đang có suy nghĩ gì cảnh lê là nhà trần đã có lỗi với em sau này em cứ sống tốt với đại ca nhé nếu sau này có con anh cũng sẽ coi như con ruột của mình <laughs> Tôi nghe nói có người man di, trong nhà cưới không được vợ, thì cưới một người về, anh em vài người cùng gọi là chung vợ. Sao nhà họ Trần vốn tự cho mình là gia đình trí thức, bây giờ cũng phải học theo người man di, anh em chung một vợ sao? Ôi đồ rác rưởi. Muốn đẹp lòng, còn mong hai con trai tôi với một người như cô. Tôi còn cảm thấy xấu hổ. Nghe âm thanh này, cha Trần cũng đến rồi. Tình cờ nghe được lời của cảnh Lê. Người phụ nữ không biết xấu hổ. Nhà họ Trần ta nhân nghĩa, mới không đuổi cô ra khỏi Trần Đường. Cô đã bị Ngọc Quế làm nhục. Sau này ở với Ngọc Quế, Ngọc Trương vẫn còn chưa lấy được vợ sao. Mau ra ngoài đi. Đừng để người thân bạn bè cười chê, Ngọc Trương mau ra ngoài mời rượu, cứ nói là anh cả của con cưới vợ, con đi mời rượu. Anh cả của con không trị được vài tên nhóc sao? Trần Ngọc Trương tôi hỏi lại anh lần nữa, anh thật sự định ra ngoài như thế này sao? cảnh lê anh có lỗi với em từ nay em là chị dâu của anh hãy sống tốt với anh trai nhé người đã bàn bạc xong có phải quên hỏi ý kiến của tôi người trong cuộc không cần gì phải hỏi cô cho dù cô đã vào nhà họ trần giờ đây mọi người đều là người nhà họ trần rồi ngươi còn muốn tạo phản hay sao cảnh lê cười lạnh một tiếng giơ tay đập vỡ một cái bình hoa nhặt lên một mảnh vỡ rồi dí vào cổ trần ngọc quế bây giờ còn có thể thương lượng không con danh này, con dám đe dọa con tôi, xem hôm nay tôi có đánh cô không? Tuy nhiên còn chưa kịp qua, cảnh Lê cầm mảnh sứ lên, lập tức cắt một nhát lên mặt Trần Ngọc Quế, máu tươi chảy dài xuống mặt. À. Mặt của tôi bị hủy hoại rồi Mẹ ơi cứu con Người phụ nữ này thật sự muốn giết người à ngọc trương đi bắt cô ta lại không chịu được cô ta sao qua đêm nay cô ta sẽ là người nhà trần ta sau nay ai dám nói nửa lời khi đánh mắng trần ngọc chưa nghe lệnh mà do dự mẹ trần vừa bước tới đã muốn bắt cảnh lê cảnh lê tùng lấy trần ngọc quế rồi trượt chân cả khuôn mặt lập tức đầm đìa máu con lợn béo xem kìa mẹ anh không thích anh họ chỉ nghĩ đến việc anh chết đi bớt đi một cánh nặng trần ngọc quế nghe vậy liền nhìn mẹ chằm chằm ngọc quế con đừng nghe lời cô ta nói bậy. mẹ tại sao lại không thương con chứ cảnh lê cô muốn thế nào phải biết rằng hiện nay cô đã có quan hệ thân mật với anh cả của tôi. Với tôi là không thể nào được nữa rồi. Cô không bằng lòng cùng anh cả sống tốt sao? Nực cười quan hệ thân mật. Chẳng lẽ tôi bị chó cắn còn phải kết hôn với chó sao? Cô là loại phụ nữ không còn trong trắng Ra ngoài cũng chỉ đáng bị ném xuống sông Nhà Trần ta tốt bụng thu nhận cô Cô không biết ơn Còn dám đưa ra yêu cầu lý do gì Thân thể cô ấy bị Ngọc Quế nhìn thấy Thì đó là phụ nữ của Ngọc Quế Không thì cô ấy còn làm sao được Xem đi Các người có đau thật không Nói xong lại tát thêm vài cái vào mặt Trần Ngọc Quế Mẹ mẹ thật sự muốn con chết sao các người có phải từ lâu đã muốn con chết rồi không đừng đánh nữa đừng đánh nữa cô muốn gì cô nói đi đầu tiên tôi muốn đoạn tuyệt giấy ly hôn anh đến viết nhà họ trần luôn thay đổi như vậy thật là người tiểu nhân anh viết nhà họ trần bất nhân bất nghĩa đi trần ngọc trương anh viết anh ta là người đọc sách nếu để người khác biết anh ta bất tín sau này còn có hy vọng gì cô mơ đi là vừa thật sự độc ác muốn hại con trai tôi cắt đứt con đường học hành thế thì không còn gì để nói nữa cái dao trượt qua cổ của trần ngọc quế máu chạy đầm đìa ngay lập tức anh yêu bố mẹ của anh muốn mượn dao giết người à nghĩ lại cũng đúng nếu anh chết rồi cả nhà đều vui vẻ hê hey, hi mẹ nhiều lần cầu xin các người đồng ý với cô ấy cô ấy thật sự sẽ giết người nghĩa tuyệt không thể hòa ly Nhà họ Trần vô cớ làm hỏng danh tiết của tôi. Anh một lời nói là xong chuyện à? Cô thả con tôi ra, máu chảy nhiều quá sẽ chết người đó. Cô không muốn chúng tôi cho cô tiền sao? Muốn dùng tiền mua chuộc tôi đúng không? Vậy thì đưa ra trước mặt tôi đi. Tôi thấy hài lòng thì sẽ thả, không thì tôi sẽ mang con heo mập này đi. Mẹ Trần chỉ còn biết vội vã mang tiền đến, kèm theo quà mừng trong tiệc rượu, tổng cộng 50 lượng. Trần Ngọc Trương cũng đã viết xong thư ly hôn. Cảnh Lê các ký bạc, nhìn qua lấy bát tự của hai người làm lý do, chỉ nhanh miệng lời biếng không muốn tính toán với anh ta. Viết thêm một bản tường trình sự việc hôm nay, không viết tôi sẽ không cam lòng

Đây cũng là phòng bị nhà họ Trần các người. Xem tôi đã nhận bạc rồi trở mặt. Cô muốn giữ chứng cứ để sau này uy hiếp tôi. Không dám. Thời thế khó khăn. Phụ nữ không dễ dàng. Phong tiểu nhân không phòng quân tử. Nếu sau này nhà họ Trần các anh không gây chuyện thì mọi việc đều ổn. Tôi cũng có châu dựa. Trần Ngọc Trường bất đắc dĩ. Chỉ còn cách viết thêm một lá thư giải thích đưa cho cảnh lê. Bây giờ có thể thả con trai tôi ra chưa? Bà Trần, đừng lo lắng mà. Con phải phiền đến con trai bà dễ thương này. Đưa tôi ra đến cổng. Cảnh Lê thu dọn đồ đạc, nhấc Trần Ngọc Quế lên và đi ra ngoài. Sau khi đến cổng lớn, nở một nụ cười Kỳ lạ với gia đình nhà Trần. Gia đình nhà Trần vẫn chưa kịp phản ứng. Cảnh Lê đẩy mạnh Trần Ngọc Quế xuống ao. Sau đó quay lại ném mọn đuốc vào nhà chứa củi của nhà Trần. Lúc này nhà Trần hoàn toàn hỗn loạn. Cảnh Lê thì chạy thục mạng. Cho đến khi cách nhà Trần vài dặm, vừa mới ngồi xuống thở một chút, cơ thể này thật không đáng tin chút nào. Mới chạy một lát mà mẹ đến mức phổi như muốn nổ tung, chân cũng mỏi dã rời. Nhưng may mắn là không gian vẫn đi theo kịp. Người khác thì tân hôn vào động phòng, nhưng tôi kết hôn lại là đốt nhà mới của nhà chồng. Sau khi về nhà, Cảnh Lê kể lại lý do ly hôn cho mẹ nghe. Bà tô người sức khỏe không tốt, cũng bị tức giận không ít. Nhà họ Trần thật là quá đáng mà. Là thấy con không có cha nên có thể làm nhục như vậy. Đều trách cơ thể này không có sức. Gặp chuyện mà mẹ lại, không thể đòi công bằng cho con. Nhà họ Trần quá đáng lắm rồi. Chẳng lẽ coi nhà họ cảnh ta không có anh em gì sao? Em trai 10 tuổi vừa nói đã đòi đi tìm nhà họ Trần báo thu. Cảnh Lê kéo cậu em lại một cái. Em đi làm gì? Không nhìn xem thân thể gầy yếu của mình à? Em có thể đánh thắng ai được? Là em vô dụng. Chị mắng em đi, đều là em vô dụng. Gọi chị mà bị người ta bắt nạt cũng không thể trả đùa. Đừng khóc, đàn ông có nước mắt cũng không dễ rơi. Anh Diệp của chúng ta, tương lai nhất định sẽ là một người đàn ông đỉnh thiên lập địa. Khi đó nhất định có thể bảo vệ chị an toàn. Khi mẹ con đang rơi nước mắt, bên ngoài có người bước vào. Di hai, lấy cho con vài của trứng gà. Anh con sắp thi rồi. Đây là cô con cái nhỏ của gia đình lớn họ Cảnh, Cảnh Hương, là người có hy vọng học hành của gia đình họ Kim. Dù là chi thứ hai đã tách ra, họ cũng thường xuyên đến đây lục xoát. Cảnh Hương à, mẹ tôi bệnh lâu rồi, không có gạo để mua thuốc, hay là hôm nay nhà cậu cho mượn chút tiền để tôi mua thuốc cho mẹ? Khi Cảnh Hương và Cảnh Lê ở nhà cũng là một, nhưng vừa nghe nói muốn mượn tiền, lập tức tỉnh lại. Nhà tôi làm gì có tiền, con phải chuẩn bị cho anh ba tôi thi mùa xuân, làm gì còn dư tiền chứ? vậy phải làm sao đây tôi còn muốn bán vài quả trứng để mua thuốc cho mẹ tôi cô đi mượn người khác đi tôi đem trứng về cho anh tôi bồi bổ trước đã tôi nói cô có nghe rõ không chị phải bồi bổ cho anh ba em phải bắt thuốc cho mẹ nếu em không thể mượn được tiền thì chị cũng không thể lấy được trứng gà cảnh lê không sao đâu thi của anh ba quan trọng hơn cảnh lê thì tuyệt đối không nhượng bộ hai người đều quay mặt không nhìn nhau bên ngoài có tiếng chửi mắng cảnh lê cô thật đáng yêu ra đây cho tôi cô đáng yêu mà vô liêm sỉ lương tâm tồi tệ ra đây cho tôi cô khiến gia đình trần chúng tôi suýt nữa rơi vào cảnh đường cùng hôm nay nếu tôi không xé xác cô tôi không mang họ trần không mang họ trần chẳng lẽ muốn theo họ cảnh của ta người đến chính là chị cả trần ngọc hoa và em gái trần ngọc liên của trần ngọc trương hôm qua hai người họ đã đi sớm hôm nay biết được sự thật liền vội vàng đến muốn đòi lại công bằng người trong thôn nghe thấy tiếng la cũng ra ngoài xem náo nhiệt ông bà nhà cảnh cả nhà lớn và nhà ba đều đến hai chị em đến đây người nhà biết không cô còn muốn bao nhiêu người biết cô đáng yêu thế này không tự mình tìm một sợi dây treo cổ còn xấu hổ suốt đường về nhà mẹ đẻ cũng không sợ làm bẩn danh tiếng của con gái nhà mẹ đẻ hôm nay nhà họ cảnh nếu không cho một lời giải thích tôi sẽ không đi đâu cả xem nhà họ cảnh còn mặt mũi không nhà của mẹ lão nhị đã tách ra rồi mà con cái nhà họ gây chuyện, không thể liên lụy đến nhà mình. Đúng vậy, chúng ta đã tách ra một năm rồi, không thể để cô ta làm liên lụy hai cô gái nhà chúng ta. Theo lẽ mà nói, nghị ca đã không còn nữa, đều là người một nhà, chúng ta đương nhiên nên giúp một tay. Nhưng cảnh Lê à, cháu đã gây ra chuyện tốt thế này, chúng ta cũng không thể giúp được. Không dám làm phiền tám thuốc giúp đỡ. Các người muốn tôi đưa ra lời giải thích thế nào? Người nhà bị cháy hôm qua, đến 300 lượng bạc. Anh trai tôi bị anh đẩy xuống nước, bây giờ bệnh rất nặng, ngoài việc bồi thường chi phí chữa bệnh 50 lượng, cả đời này cô phải làm trâu làm ngựa phục vụ anh trai tôi. Tôi nói cho cô biết, cô ấy đã gả vào nhà họ Trần của anh cô. Sống hay chết không liên quan gì đến chúng tôi. Cợ này đừng mong chúng tôi chi một xu. Còn về chuyện của Cảnh Lê, gia đình cô muốn bán, muốn đánh, muốn gì thì tùy. Cảnh Lê dù sớm biết người nhà họ Cảnh lạnh nhạt, nhưng vẫn không tránh khỏi cảm thấy lạnh lòng. Tôi hỏi lại một lần nữa, các cô thực sự yêu cầu bồi thường như vậy sao? Chắc chắn tôi nói với cô, một xu cũng không muốn ít hơn. Ông Hải, ông hãy xem xét đi xem thử gia đình trần có đáng nhận bồi thường này không trường làng của làng cảnh là cảnh chính hải ông luôn được kính trọng trong làng có tiếng tăm từ lâu cho nói nếu nhà họ trần ức hiếp người thì nhà họ cảnh chúng ta nhất định sẽ chống lưng cho cháu nhưng nếu là cháu không tuân thủ đạo lý hại người nhà họ trần thì ta cũng sẽ xử lý công bằng thi hành gia pháp có lời này của ông Hải, cảnh Lê yên tâm rồi, tôi chỉ hỏi mọi người một chuyện, có nghe nói nhà nào cưới vợ là cưới cho hai anh em cùng một lúc không? Vừa nói xong, mọi người đều thay đổi sắc mặt, hai anh em này cùng cưới một vợ, thật sự chưa từng nghe qua. Chị em nhà Trần cũng thay đổi sắc mặt, họ không ngờ rằng một việc liên quan đến danh tiết như vậy, cảnh Lê dám nói ra một cách trịnh trọng như vậy. Cô nói bậy. Nhà Trần cưới cô cho anh cả, chẳng qua là đại ca bị tật chân tay, nên nhờ nhị đệ giúp đỡ mà cưới. Nhưng trên hôn thư có mấy chữ lớn Trần Ngọc Trương, nhưng rõ ràng đã viết trên giấy trắng mực đen. Chẳng lẽ nhà cậu lại nhầm lẫn tên của hai anh em, không phân biệt được anh cả và em hai sao? Bác Hải, bác giúp xem, người này có nhầm không? Ừ, tờ hôn thư này xác nhận không sai. Chẳng lẽ nhà Trần thật sự có ý định đổi hôn nhân? Dù là thật đi nữa, nhưng ngay cả khi cô ấy muốn rời đi, cũng không sao. Đốt nhà tôi, đẩy anh tôi xuống nước là sao? nhà cô làm chuyện tồi tệ như thế còn không cho tôi trả thú chút sao phải biết rằng cả đời tôi danh tiếng bị các người hủy hoại có việc gì quan trọng hơn việc này không tam ca anh cũng là người đọc sách anh hãy nói cho nhà họ trần biết có phải là đức tính mà người đọc sách nên có không cảnh tùng luôn không hợp với trần ngọc trương giờ đây em họ mình hỏi tới không thể không đứng ra làm điều đúng đắn anh trần xưa nay văn chương học vấn đều rất tốt Tôi vừa nghĩ, có phải là em gái tôi không hiểu chuyện mới gây ra đại họa không? Bây giờ mới biết là quá lời. Hóa ra học giỏi, nhưng nhân phẩm lại không tốt. Chữ đen trên giấy rõ ràng, lại làm chuyện cưới xin sai trái như thế. Có thể nói là không tin, không nghĩa. Đúng vậy. Con cháu nhà họ cảnh đều biết lễ nghĩa. Nghe nói học vấn của nhà họ Trần cũng rất tốt, nhưng nhân phẩm thì thực sự có chút thấp kém. Cô nói bậy bạ, em trai thứ hai của tôi, ai trong 10 dặn tám nàng này mà không biết nhân phẩm tốt nhất chính là người nhà họ cảnh. Thật là quá đáng, nói xong thì nằm ra đất ăn vạ cứ khăng khăng đòi người khác phải giải thích nhưng bất ngờ bị tàn một chỗ nước đúng là kẻ tàn ác lại là người nghĩa hiệp kẻ bạc tình lại là người học hành sau khi thấy trần ngọc liên làm loạn và vô lý cả nhà bà cảnh sợ gặp rắc rối liền lùi thủa rời đi nhưng hàng xóm mập kế bên lại nghĩa hiệp giúp đỡ trong lúc nguy nan tình cảm nhà họ trần của các người lại có lý sao có phải ở nhà chồng Cô cũng là cha mẹ chồng không? Anh trai chiếm cả vợ của em trai mình. Thật không ra thể thống gì. Sau này em cô lấy chồng cũng phải làm việc với cô sao? Nếu cô muốn thì đừng đi nhà người khác làm loạn lên. Ở làng cảnh của chúng tôi còn nhiều gia đình có hai con trai lắm. Ha ha ha. Trần Ngọc lên mặt đỏ bừng, nước mắt cũng sắp rơi rồi. Cô ta rốt cuộc là một cô gái lớn, bị người ta nói như vậy thực sự là rất xấu hổ. Nhưng nhà họ Trần của cô không chỉ nói thôi, còn làm ra chuyện ghê tởm như thế này, làm chuyện xấu mà không biết che giấu. Còn chạy đến cửa nhà người ta đòi gạo, đòi đạo lý. Nhà họ Trần không phải là người đọc sách sao. Mặt đâu, mặt đâu, da mặt bị đem đi viết bài hết rồi. Còn cần gì nữa, tôi là trưởng thôn Thì không thể để người ta tùy tiện bắt nạt con cháu trong làng Chuyện này đúng là người nhà Trần sai trước Nếu con gái nhà cảnh không lên tiếng Ở nhà Trần một cô có hai chồng Đó mới là trò đùa lớn nhất Cảnh Lê mặt đầy cảm kích mỉm cười với trưởng thôn Rồi quay đầu về phía chị em nhà Trần Sau này nếu còn muốn gây chuyện Cứ để Trần Ngọc Trương đến Trốn sau lưng phụ nữ thì là gì chứ Nhà họ Trần không có đàn ông sao Hai chị em nhà Trần ủ rũ quay về anh diệp em chăm sóc mẹ cẩn thận nhé trông coi đồ đạc trong nhà chị ra ngoài tìm chút đồ ăn về trời lạnh lắm con đi đâu tìm đồ ăn bây giờ mẹ ơi mẹ có lẽ sẽ ốm nặng hơn đấy anh diệp cái thân hình nhỏ bé này chẳng lẽ cứ tiếp tục uống gió à ngày hôm nay gió lạnh quá chị vẫn nên ăn cháo đi không tôi không thể nhà chị vẫn còn ba đứa nhỏ không sao đâu người ta vẫn phải sống tiếp chứ cảnh lê ra khỏi gia đình như vậy là tốt rồi cứ từ từ mà vượt qua đợi anh diệp lớn hơn chút thì tốt rồi thì nói rất đúng thím cứ xem con chỉ là một cô gái cũng có thể nuôi sống cả gia đình tốt đẹp ôi tối thích một cô gái như cô trời sinh ba đứa đều là con trai cả chị nhanh đi nấu cơm đi không thể để bụng đói được cảnh lê tiễn bà mập xong thuận tiện đi vào núi thanh long gần đó thằng đến vùng cấm mà thợ săn dừng lại tình cờ phát hiện không ít rau dại còn có một cây hồng nữa tuy nhiên khi cô ấy chuẩn bị hái hồng lại nhạy bén cảm giác có ánh nhìn chằm chằm vào mình